cấp mấy rồi? Cấp mắc nè. Cấp 7. Nhiều tiền vậy. Ông làm ngành gì? Hả? Ông làm gì ạ? Thôi Công á, việc tôi làm streamer. thật luôn. Ừ. Yeah. Ừ, bạn lên follow Ủa, kênh cho kênh tôi là nhá. gì? Kênh tôi Công nghiệp các bạn ạ. Thu nhập hàng tháng của ông khoảng bao nhiêu? 5 triệu. Ồ, sao đủ sống không? Thế theo bạn thì làm người yêu của bạn thì thu nhập lương tháng bao nhiêu? Thế cũng đủ sống thì được bạn. Như bạn nói ở đây 5 triệu thì đủ nuôi bạn làm gì. Như tôi thì hơi khó bạn ạ. Có tin nào vào đây không? Tin đấy. Không, nó qua xe hết. Hôm qua C2 tim nhá. Không. Hai tin, một tin nhà nước. Nhà nước. Mark the location. Nhà nhà gì đấy tôi quên Mark the location. Ê, cái màu xanh ghét thế. Được Đi rồi. qua bên kia chơi bọn nó. Ừ. Chơi. Qua chứ. Đi. Hay là vào không đây. Let's go. Rồi cho thêm cái bài cố nữa này, còn nào là được. Chết này. Không. Ờ, chết luôn. Chết luôn à? Thằng này. Tín. Con sau chị ơi. Hai con ở đây em. Chị nói. Ông có cái đặc điểm khác gì rồi đấy? Xe cuối. Xe ngoài ấy À, không? Xe ngoài. Chị quấy á. Nhầm Ông nhầm mình nhầm Nhầm tí. Ông dễ thích cười nhau thôi. Thế mọi người có Ui, cậu qua đéo không? mini băng kìa. Phía trong luôn. Nóc một này. Nóc hai. Plan của chị kìa mày. Được mày, nó là 40 em Còn một, còn rồi một mà. Xong xong rồi xong. Xong rồi. Tất cả những cái hạt này làm gì? Coi tìm hiểu cái hạt này làm gì chứ. Mình đi mọi người, 5 mấy giây nữa kìa. Đi ông, đi ông. Từ từ em. Đó à. Đi luôn, đi kiếm đi tiền. Đây. Ê, xin bắt ta. Đi anh em. Ê, dưa chuột ơi, từ 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 từ. Đây. Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây. Mở rồi này, mọi người đi nhá, tôi đi đây. Đợi Ok nhau tôi đi nhá. kìa. Ê, số 2, số 2. Ok. Số 2 cái đéo người tao vào phòng phòng nó đi rồi. Ok. Bye. Sao lại tưởng là ông số 1 đi với ông kia? Ừ, số 1 ơi, Peter mở ông chạy ra cái khu kia đi. Ra đằng kia có cái nữa kìa. Cái này nè. Đông thế nhở? Còn hai thằng nữa. Ồ thằng cuối, thằng rất thằng nữa. Ok. Thằng bên cuối là tất cả nó vào gặp nhau đúng không? Ờ đúng rồi. Đừng để chết nhiều, đừng để chết nhiều. Đừng chết lẻ mọi người ơi. Đổi súng là được reset mạng hay sao ấy? Mày đâu? Ở kìa, không cứu được. Về đất mẹ rồi. Ngọn cỏ ven đường không thể cứu được mây rồi. Không có reset mạng đâu. Cái này nó hồi sinh ngẫu nhiên à? Nó hồi sinh ngẫu nhiên nhá. Ê, cho mày 4 thằng này, cho mày 4 thằng này ông ơi. Đâu. Nó cứ bắt hết cái tử, thế nó tử. Nó hồi sinh. Cứu cái thứ ba.
Trời ơi ông ơi. Đấy, bao nhiêu điểm thôi, chẳng biết được đâu này. Bọn này vừa mới xin xuống, bọn này vừa mới xin xuống. Ừ, không phải chúng nó vừa okay. Lên. Vừa vào. Ôi, dưới này có người chỗ này. Chơi không? Chơi luôn không? À, đúng rồi, thằng này giết tao này. Cẩn thận nhá, đông nhá. Ê, thằng cắn trộm này. Ê, nốc rồi, thằng này nốc hết rồi, còn một thằng bắn tôi ở xa đâu. Ở trong nhà ông ấy luôn hay gì. Đấy không phải xe mọi người ơi. Cố lên hay. Để có tí rồi đã. Rồi được ok. Mày cọc kéo chịu được, đang bắn thằng kia. Lấy xe. Cứu được không? Hay là lại như lần cũ? Cứu hết rồi. Hết người rồi, qua đi. Đâu xe đâu rồi. Đấy, chứ mặt ông vẫn rồi. Không, hình như nó vẫn còn một người đó đấy, nhưng mà nó ở đằng xa cơ, thằng gần tôi tạt. Thật không? À, tôi lại cứu ông, tôi lại chết đây. Đây này, tí thằng kia cơ, cứu đi. Mẹ gì mất niềm tin thế. Tôi cứu ông một lần rồi, tin một lần rồi bạn. Ui. Ok. Ôi. Ở đéo đâu chui ra vậy. Em mà lúc mà một người chết rơi xuống, mọi người chết cùng đi. Đúng không? Không, chết cùng không chết được, bên nó ngạt xong là chị bay xuống luôn. Mấy người kia chết xong bay cũng ở respawn nơi khác. Trừ khi chị ở trên ý đến hết thời gian thì thôi cơ. Hết tham của nó thì thôi. Nó tự địa đẩy xuống ấy. Hello bay. Vẫn còn mạng. Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây. Đi anh em. Mày này thích. Một đi đâu đấy? Đi đâu? Tôi đến nút đi súng rồi, tôi đến nút súng. Qua đây, phải xem. Mày này thích cái gì? Thích nhiều thứ lắm, thích dưa chuột đúng không? Thế vô đây. Một cái gian loại mà mày cái dưa chuột nó tốt cho phụ nữ nhỉ? Dưa chuột nhiều công dụng ấy. Ờ nó nhiều công dụng thật chị ạ. Ăn được nhá, đắp mặt làm đẹp được nhá, một số chuyện khác cũng làm được luôn nhá. Rồi. Ơ, là gì nhỉ? Thần dược đối phụ nữ à? Ừ, nghe lên hợp chưa, lý. Lên chưa, lên chưa xin. Chưa. Xin đi. Không, mọi người lên đợi, chỗ đợi, khác đợi, à? Đợi tí. Chơi giống số 1 thế. Mày, vào đây nào mày. Sao núp ngoài thế? Được chưa? Cố lên nhá. Mày vào sợ bị mà. Bắt đi mất. 3 2 1 Yo. Shotgun, đầu tiên lúc nào cũng shotgun. Xong đến SMG. Xong đến rifle. Bắn gì tới vậy? Yếu rồi. Ba thằng nó bắn em mày ơi. Đi chung với nhau đi mày. Cái này nó đông quá nó bị lát cái gì thề kéo gì còn nó đang bất tử còn nó đang bất tử khó chịu nhỉ. Sau lưng mày ơi. Lúc này hồi máu mọi người, lúc này hồi máu lắm mọi người, bình tĩnh. Giờ chuột đẩy lên phải chưa? Ơi bên này có này. Nó hồi sinh, nó hồi sinh xong đấy mày. Đừng bắn mày ơi. Trời ơi. Nó hồi sinh xong nó bất tử lâu lắm. Bắn chết này. Đi cay thế nhỉ. Chứ toàn bắn shotgun thế nhỉ.
vẫn còn này, vẫn còn này, vẫn còn chỗ này này. Đi kiếm tiền tiếp, phục thù nó anh em. Không lên được đâu ông ơi. Được 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 được. Ông lên thử xem, nó không lên được đâu, nó không cho lên đâu. Đợt trước tôi vẫn lên bình thường mà ta. Có là người đấy mày ơi, cẩn thận. Chị tôi bị bắn rồi. Chị tôi bị cổ tim bắn rồi, chị tôi đi rồi. Rồi, chị tôi bắn. Ôi giờ số 3 xuống. Gạt con boss kìa. Sao ấy? Có bom không? Có bom không? Đừng đứng cạnh tướng. Đừng đứng xả khí quá. Chơi nhá, chỉ cho em chơi. Chơi chơi. Nóng 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 nóng. Ngồi yên đấy, ngồi yên đấy. Nóc 2. Ông kia chết chưa? Chưa. Chưa xong rồi. Này máu này, máu này, máu này. Máu này mây. Ok, thấy anh kia có rùa. Còn nha, còn nha. Vẫn còn một thằng trong cảng ấy. Nó ở nhà ấy nhá. Nhà. Yếu này. Bọn ngoài cảng bắn ông kia. Ừ, không, thằng này rất là này. À bọn cái gì nhỉ? Bọn bọn ngoài cầu đúng không? Bây giờ tôi với bạn lên lại cái chỗ đấy không? Chứ không qua cầu được đâu. Có lên được không? Được được được. Đi đi, nhanh lên kẻo bo. Bo nó khép. Này, tôi bắt đầu bật luôn nhá. Lên kiếm tiền thôi bạn, lên kiếm tí tiền. Còn mỗi hai đứa mình ở đây mày. Cố lên, toàn khóc gân ạ thề. Tôi chạy sang bên trái. Vào đây đi bạn, vào đây đi. Ồ, tôi chạy lại ở tiền. Bạn bạn chạy vào phòng nấp như tôi ấy, bạn đừng có ra ngoài. Ơi, bên này, bên này. Cứu tôi, cứu tôi, cứu. Nó cũng cứu bạn nó mà. Hay. Ôi ông ơi. Thôi xong rồi. Hồi sinh mà. Chơi được bạn. Không phải sợ. I need consumables. Ôi
Ôi, thằng đấy KS mạng của tôi. Cứ từ là còn người bạn ơi. Nó hồi sinh ra kìa. Đi đi chung, đi chung. Bạn mấy tiền rồi? Không nữa thì... Được, không biết, trong này đâu xem được tiền đâu. Hả hả? Ê, hình như mình giết hết rồi mà. Một đồ. Bên, bên này, bên này. Ui, boss kìa. Boss này sao các bạn ạ? Không phải người. Ok, đi bắn kìa. Ok, đi bắn kìa. Ok, đi xuống. Sao bạn? Lâu đấy. Bạn ơi, đừng. Con kia nó sấy á. Người đâu hết rồi bạn? Tôi không biết bạn ạ. Cho nó bị giết hết rồi. Ơ cái này kết thúc là nó tự xuống mà ta. Ôi sao tự ra mình bắn rồi. Xuống kiểu gì bạn? Không biết bạn. Tôi không phải ai bạn. Không phải rồi, cái kiểu cô lập với bạn. Bắn xuống kiểu gì? Rồi này top 1 luôn hả? Chơi đâu có chết đâu, tôi có 3 chết. Ừ, trong khi ngồi này lấy top 1 luôn bạn. Ơ, thế còn mỗi mình đấy. Game lỗi à? Thế ngồi ngồi này lấy top 1 luôn đúng không? Tôi nghi lắm mà. Ê, còn bên dưới còn 11 thằng thôi kìa. Ừ. Sao nhở? Ừ, trên đây toàn boss. Bạn ơi, bây giờ xuống kiểu gì bạn? Xuống không xuống được luôn ý. Chết rồi. Anh em mình phải lấy top 1 trên đấy rồi. Bắn boss đến chết. Tôi cũng sắp hết đạn rồi. Khỏi gạt đi ông ơi. Ừ, khỏi gạt đi. Expired. Bạn lên đây đi, lên đây ngồi đi. Lên đây ngồi tâm sự. Đây, thế này, thế này. Trèo đây này. Trèo em má. Đấy. Mình ở đây mình tâm sự. Tâm sự tuổi hồng. Không có trèo lên được đâu. Thì đấy mình không bắn nữa. Mình bắn làm gì nữa, chán lắm rồi. Tôi bắn boss chán rồi. Đồ đôi không? Ấy, đen hay đồ hồng hơn? Đâu? Đôi đâu? Ơ, có hồng, có hồng của tôi. Ơ, hết hạn rồi à? Kìa, sao đấy hết hạn? Ơ, hử? Tôi chết đâu? Cái gì? Bạn nói gì cơ? Ông ơi, số người không giả rồi bạn. Tôi sợ đáng thật, mà chưa nói hết. Bạn nói gì tôi nghe không rõ. Ông ơi, con bot ổn, bot súng bắn chết đi. Không, nó chết rồi, tự chết. Đấy bạn ghé tai vào nói tôi, bạn nói bé quá à. Bạn ghé tai vào tôi nói đi. Nghe rõ chưa? À đây, nghe rõ rồi. Ok không? Nhậm ngậm cái mic vào mồm luôn á. Tôi bảo là súng bắn chết một cái bot, nó cứ sọc đau đầu ghê. Bạn bắn súng bắn đi. Ê, hình như hết bắn nhau rồi. Thôi đừng có phá nữa, nó bắn đầu lắm, đau đầu lắm. Ê, nhưng mà nếu mà như thế này thì game bao giờ nó mới hết đâu? Thì còn 6 thằng kìa. Thì top 1 là hết, top 1 là anh em mình top 1, đúng không? Thì không, bọn còn trên đầu mình nữa mà. Ờ nhỉ. Cứ đợi xem như nào, tôi cũng tò mò, cũng không biết là như nào. Lần đầu cái này chắc bị lỗi game rồi, cái này bị lỗi game rồi. Để xem cuối trận nó tính toán như thế nào, để nó xử lý như nào đây. Ừ, tò mò ha. Ừ, tò mò. Alo, có ai ở trên tầng trên không? Alo. Bạn phải tên Mây, bạn alo. Tên gì ấy? Gần giống Mây. Mây là tiếng Hán. À. Tên tiếng Việt là gì? Hán tự.
Tên Mây này giống với tên người yêu tớ á. Kìa. Được được bạn ạ. Dụ đấy. Bạn có người yêu chưa? Chưa, tôi có người yêu bạn. Ờ, bạn chưa có người yêu à? Tên Mây này giống chưa với có người tên người yêu tớ á. Anh nghĩ cậu có người yêu rồi đúng không? Đâu, tớ làm gì đã có người yêu đâu. Đấy, vậy bắt đầu văn rồi. Tớ đã còn sợ ế đây này. Các bạn sinh năm bao nhiêu? Đoán xem. Biết đâu. Chín mấy? Chín mấy, 2k mấy? Chín mấy luôn, được bao nhiêu? Rộng, rộng này từ tầm 96 đến 2k3. À, 2k2. Đúng thật không? Tuổi chén được ạ, à, đậu rồi. Bạn làm sao? Ông làm sao? Ông to quá đúng không? Nhỏ lại đúng không? Tuổi chén được không? Thế bạn bao nhiêu? Bạn bao nhiêu tuổi? 2k1. Ồ, tôi 2k. Ôi, tuổi đúng độ tuổi hợp lý đấy bạn luôn. Trời dã man. Ôi tôi thành cái này thôi. Game sinh tồn đấy. Tôi không biết game sinh tồn đấy bạn. Ơ kìa, bọn mình đang sinh tồn còn gì nữa. Ôi còn 2 thôi này. Ôi chuẩn bị team mình top 1 một cách vô lý luôn này. Bộ nó ngon ngon không? Đây. Món ngon á, món ngon thì không có. Có mấy bộ này à. Bộ này không mặc được. Ừ, này không mặc được. Nè, lắm ấy. Ê, bộ cấp mấy rồi? Cấp mắc nè. Cấp 7. Nhiều tiền vậy, ông làm ngành gì? Hả? Ông làm gì á? Thôi á, tôi làm streamer. Thật luôn? Ừ. Vai trường luôn. Đúng á, tôi không phải streamer. Tôi là youtuber à, tôi là streamer. Yeah. Ừ, bạn lên follow kênh cho tôi nhá. Kênh tôi. Công nghiệp các bạn ạ. Bạn làm sao ấy, bạn kiểu tôi cũng kênh tôi hơi ít người, lượng người follow, bạn follow kênh tôi với nhá. Ok, tên là gì ông ơi? Kênh YouTube là NST nhá. NST mà ít người ông. Tào lao, ông ra xin cả Facebook mà đúng không? Hả? Đúng không? Cái gì? Tôi có thấy ông trên Facebook. Có luôn. Tôi không có trên Facebook mấy lần. Thế á? Kiểu là... ừ. Ờ. Nhưng mà tôi... bạn lên follow thì... bạn lên đăng ký kênh cho tôi với nhá. Ok. Ý luôn. Thật à? Ừ. Thu nhập hàng tháng ông khoảng bao nhiêu? Hả? Thu nhập hàng tháng của ông khoảng bao nhiêu? 5 triệu. Ôi, sao đủ sống không? Đủ mà. Đâu, mình chưa cưới vợ thì mình đủ sống cho riêng mình thì 5 triệu thì đủ sống bạn ơi. Mình chưa có mất được bánh nhau rồi. Sai lầm ghê lắm. Thế theo bạn thì làm người yêu của bạn thì thu nhập lương tháng bao nhiêu? Thế cũng đủ sống thì được bạn. Như bạn nói ở đây 5 triệu thì đủ nuôi bạn làm gì? Tôi hơi khó bạn. Tôi tấm ra bãi sản không? Tôi tiêu pha kinh lắm bạn. Thế bạn tiêu lương tiêu bao tháng bao tiền? Tiền học của tôi riêng một tháng đã tính đến chục rồi. Ồ. Không tiền ăn cơ chứ còn tiền học thì ba mẹ bạn lo mà. Hay bạn tự lo? Đi làm. Ui. Tùy tháng. Ôi, bạn tự kiếm tiền mà lương thì... tháng 20-30 một tháng cơ á. Không vậy, tôi kiếm học bổng. Thế bạn làm gì mà lương cao vậy? Tôi làm gia sư. Cô gia sư à? Cô giáo may mắn à? Tôi dạy gia sư nhiều môn, dạy cả tiếng Anh. Ờ, bạn bạn giỏi tiếng Anh à? Không phải là giỏi không? Nhưng mà dạy cái lớp kit kit thì à dạy cho kit kit thì được nhiều tiền đúng không? Kit kit à kit kit cái gì? Con á. Ừ. Biết đâu, biết đâu bọn trẻ con thì kit kit thì nhà nó giàu ấy. Tôi quá giàu nên được biết. Ờ.
Ôi bạn bạn con gái mà bạn kiếm lương tháng 20 triệu. Kinh phết Không, đó bạn. bạn bị điên là tầm 5-6 thôi, nhưng mà còn học bổng, tức là có phụ chu cấp của gia đình nữa, nhưng mà kiểu đôi khi xin thì hơi ngại á. Thôi cho bạn tự lo được cho bản thân là được rồi. Thì cố thôi, kiểu gì Vâng. kiểu thì sau cũng là mình kiếm mình ăn mà. Đang đuổi ra khỏi nhà mà, đang cực vã ở nhà suốt ngày. Vâng. Kiểu... Ok. em xin mà tự nhiên bắt bắn ổn chứ. Ừ. Ở đây, bắt đây rồi.